Ban thường vụ tỉnh ủy làm việc với đoàn khảo sát của ban tổ chức trung ương. Thông qua đồ án quy hoạch khu du lịch văn hóa đồi thông Gia Tê, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm ngành công thương, doanh thu sổ số, số kiến thiết đạt hơn 290 tỷ đồng. Phú Thiện tập huấn nghiệp vụ cho 173 cán bộ hội phụ nữ. Mua bán người từ Việt Nam qua Campuchia, hai đối tượng lạnh án Xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ thứ sáu ngày 14 tháng 7 năm 2023 được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử và sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, vừa qua Tại trụ sở tỉnh ủy, đoàn khảo sát của ban tổ chức trung ương do đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc trao đổi với Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi thảo luận những nội dung liên quan đến công tác nghiên cứu quán trị các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tình hình số lượng, chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số về đường ngũ đảng viên là người dân tộc thiểu số về thực hiện công tác cán bộ, nhất là công tác tuyển dụng đào tạo bồi dưỡng quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tổ chức bộ máy, chế độ chính sách. Thay mặt đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả tại buổi làm việc. Đối với các kiến nghị đề xuất của tỉnh, đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, đồng thời tổng hợp báo cáo lại với Trung ương. Thưa quý vị, tại nghị quyết số 242, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 phần 2 ngàn, khu du lịch, văn hóa, đồi thông kết hợp khu du lịch sinh thái xã Gia Tê, huyện Gia Grai và phường Diên Hồng, phường Yên đổ thành phố Pleiku. Tổng diện tích lập quy hoạch là 135,69 ha, trong đó diện tích thuộc xã Gia Tê là 122,74 ha, phường diên hồng 12,42 ha phường yên Đỗ 0,53 ha cụ thể đất du lịch dịch vụ là 20,44 ha chiếm 15,07% đất cây xanh công viên mặt nước 86,24 ha chiếm 63,59% đất ở hiện trạng 3,19 ha chiếm 2,36% đất hạ tầng kỹ thuật 0,26 hecta chiếm 0,20%, đất bãi đậu xe Quảng Trường 2,85 hecta chiếm 2,1%, đất quốc phòng 1,45 hecta chiếm 1,07%, đất giao thông 21,18 hecta chiếm 15,61%. Định hướng cơ cấu giao thông sử dụng đất đảm bảo dự án kết nối Thuận lợi với trục đường đối ngoại chung của thành phố như tuyến đường D2, đường Phan Đình Phùng nối dài, tỉnh lộ 664 và đường Trần Phú nối dài, đồng thời tổ chức hai trục giao thông chính, quy hoạch trục đường quy hoạch D1, D4 kết nối từ đường D2 ở phía bắc và tỉnh lộ 664 ở phía nam, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các phân khu chức năng cho toàn bộ khu vực quy hoạch. Sáng nay ngày 14 tháng 7 tại thành phố Pleiku, Sở Công thương phối hợp với vụ thị trường trong nước, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại Bộ Công thương tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn giảng viên trường cao đẳng kinh tế, kỹ thuật thương mại đã truyền đạt những nội dung xoay quanh các vấn đề như phổ biến, nâng cao kiến thức hiểu biết về các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, những vấn đề chung về an toàn thực phẩm, các mối nguy an toàn thực phẩm, thực trạng công tác an toàn thực phẩm hiện nay, nhận diện thực phẩm an toàn, giải pháp hạn chế mối nguy an toàn thực phẩm ngành thương mại tỉnh Gia Lai. Bên cạnh đó hướng dẫn các yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ, xây dựng thương hiệu chợ, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng bảo vệ thương hiệu kinh doanh thực phẩm trên nền tảng thương mại điện tử. Vừa qua, Hội đồng Giám sát sổ số, số kiến thiết tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Kết luận hội nghị ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của công ty sổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị trong thời gian còn lại của năm 2023, công ty cần tập trung công tác tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa hoạt động sổ số kiến thiết, ít nước lợi nhà, tin tưởng và ủng hộ hoạt động sổ số kiến thiết. Trong năm ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở hai lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội phụ nữ của huyện. Tham gia lớp tập huấn có 173 học viên là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn, Hội Phụ nữ Công an huyện và Chi hội trưởng, Chi hội phó, Chi hội phụ nữ của 81 thôn làng, tổ dân phố trong huyện. Các học viên được truyền đạt các nội dung như giới thiệu về hệ thống chính trị ở Việt Nam, hướng dẫn quy trình giám sát phản biện xã hội đối thoại, hướng dẫn thực hiện khâu đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống hội, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi hội phụ nữ sinh hoạt về tổng kết hoạt động các mô hình câu lạc bộ, phương pháp tiếp xúc làm việc với hội viên phụ nữ, hướng dẫn vận động tập hợp quản lý giải quyết các vấn đề khó khăn của hội viên phụ nữ. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Chiều ngày 13 tháng 7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt hai bị cáo về tội mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi. Cụ thể, Phạt bị cáo Trần Quang Quyết, sinh năm 2001, trú tại xã Gia Đắc, huyện Gia Hồ Độ Rai, tỉnh Cơn Tâm, 15 năm tù, về tội mua bán người và 14 năm tù, mua bán người dưới 16 tuổi, tổng hình phạt là 29 năm tù. Bị cáo Phan Ngọc Đức, sinh năm 1990, trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, 15 năm tù, về tội mua bán người và 13 năm tù, về tội mua bán người dưới 16 tuổi, theo hình phạt là 28 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 10 năm 2021, Phan Ngọc Đức qua Campuchia làm việc cho sòng bài. Tại đây Đức xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nên người quản lý yêu cầu gọi điện cho gia đình gửi tiền chuột. Sau khi được chuột, Đức nghỉ ở chỗ làm nhưng vẫn tiếp tục ở lại Campuchia. Tiếp đó, ngày 20 tháng 11 năm 2021, Trần Quang Quyết bị lừa bán vào công ty game 8 Kbet ở Campuchia. Sau đó, công ty này yêu cầu Quyết gửi tiền chuột. Khi được chuột ra, quyết quay về việt nam đến ngày 14 tháng 4 năm 2022, quyết tiếp tục qua Campuchia làm việc cho một công ty khác, làm được một thời gian quyết tiếp tục bị công ty đuổi việc và bị phương, người quản lý công ty yêu cầu quyết gọi điện về cho gia đình gửi tiền chuộc 90 triệu đồng, do gia đình chỉ gửi được 70 triệu đồng, do gia đình chỉ gửi được 70 triệu đồng nên phương nói quyết nếu tuyển được vào làm thì công ty sẽ hỗ trợ hết số tiền còn lại để có tiền trả nợ ngày 18 tháng 6 năm 2022, quyết sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với tài khoản Facebook của cầm ba sáu trú tại làng Cờ Lon xã Gia O huyện Giang Rai để tuyển người này đi làm việc cho công ty vi tính tại tỉnh Tây Ninh với mức lương 18 đến 20 triệu đồng trên một tháng nhưng bị sáu từ chối sau đó quyết tiếp tục nhờ sáu tìm người giới thiệu cho mình lúc này sáu đến gặp cờ bùi Đại cùng làng Cờ Lon để kể lại toàn bộ nội dung trên cho đại đồng thời sáu cho quyết và đại nói chuyện trao đổi qua điện thoại với nhau về công việc và mức lương tin lời đã rủ thêm Bùi Chiêu, Bùi Môi, Cờ So Dụi và Bùi Phú sinh năm 2006 cùng chú làng Cờ Long đi làm cùng thì tất cả đồng ý. Đến khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2012, Quyết thuê xe khách chở nhóm của Đại vào thành phố Hồ Chí Minh rồi trực tiếp gọi điện thoại cho Phương, nói có người muốn vào công ty làm. Sau khi Phương cho người đến xem thì biết nhóm của Đại là người dân tộc thiểu số, nên Phương từ chỗ không nhận. Lúc này, do không có tiền trả cho xe khách, quyết giờ nghĩa không rõ nhân thân lại lịch, giới thiệu đưa nhóm của Đại qua Campuchia trái phép. Ngay sau đó, Nghĩa gọi điện thoại cho Phan Ngọc Đức, rồi kết nối để Quyết và Đức nói chuyện, trao đổi thương lượng về giá cả đức thỏa thuận trả cho quyết số tiền 700 USD trên một người nhận được từ quyết đức đã thuê người khác đưa năm bị hại qua campuchia trái phép tại đây đức tiếp tục chuyển giao các bị hại cho công ty vesu campuchia và thu được số tiền 13.000 USD tương đương số tiền 299 triệu đồng rồi chia nhau với quyết 130 triệu đồng trong thời gian này tại xã Gia O, khi nghe tin nhóm của Đại đi làm cho công ty vi tính ở thành phố Hồ Chí Minh được trả lương cao, cô Bùi Thái và Cờ Xoa Lẻ cùng trú tại Lạc Cà Lon đã nhờ người khác liên hệ giúp. Cùng với thủ đoàn tương tự, Quyết và Đức phối hợp với nhau rồi thuê người khác đưa hai người này qua Campuchia trái phép. Cuối tháng 6 năm 2022, Đài, Thái thông qua mạng xã hội liên lạc với cho gia đình để thông báo cả nhóm đã bị lừa đánh đập ngược đãi. Nghe tin gia đình của các bị hại đã trình báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sau đó tức và quyết đã lần lượt đến cơ quan chức năng ở địa phương đầu thú khai nhận hành vi phạm tội. Theo cơ quan điều tra tại thời điểm hai đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, Cầu Bùi Phú là người chưa đủ 16 tuổi. Thông tin trên cùng đã kết thúc bản tin 24 giờ hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai